Sẽ nói cái lần này thôi nha, còn những cái lần sau á là những cái câu hỏi mà mình gộp như vậy nè là sư trả về á, trả về để mình gửi từng câu nha, chứ còn mình chơi giùm chơi ăn gian quá nha, mỗi người gửi một câu thôi, một câu một lần để sư có thể phân ra được, có những câu bị trùng rồi sư để như vậy thì cái bạn cắt rồi nó rất là khó khăn ha. Con nghe có ba loại trí: trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn là do đọc sách tìm hiểu kiến thức mà có được, trí văn dễ hình dung. Còn trí tư và trí tu sư có thể ví dụ hay từ thực tiễn sư giảng giải cho con rõ được hơn không? Trí tư là cái trí có được khi mình suy tư về một vấn đề nào đó. Khi mà quý vị suy nghĩ, suy tư về một vấn đề nào đó, ví dụ như một cái đề toán này cần phải giải như thế nào, thì mình suy tư, mình mày mò, rồi mình suy tư, rồi mình tìm ra được cái lời giải cho bài toán đó, thì đó là cái trí tư ha. Đương nhiên là ở trong Phật giáo thì nó cần phải liên quan đến cái khía cạnh tu tập, chứ nó không đơn giản là chỉ là một bài toán. Nhưng mà sư ví dụ như vậy cho quý vị dễ hiểu. Còn cái trí tư trí tu á, là cái trí có được do sự thực chứng. Sự thực chứng ở đây có nghĩa là gì? Là mình, một là mình chứng thiền, hai là mình chứng thánh. Thì khi mà mình chứng thiền á thì mình có những cái gọi là thắng trí, như là các cái thần thông, hoặc là mình có tha tâm thông, có túc mạng thông, có thiên nhĩ thông, có thiên nhãn thông, thì đó là do cái trí tu, là có được là do thắng trí. Hoặc là khi mình chứng đắc đạo quả thì mình chứng thực cái sự giải thoát là gì, thì đó gọi là trí tu. Còn cái trí tư á, là sự suy tư, thì ngay cả nha, ngay cả cái chuyện mà các sư bây giờ nè đang suy tư cái vấn đề của quý vị cần phải trả lời như thế nào, rồi các sư suy tư cái bài kinh này có ý nghĩa như thế nào, rồi khi các sư thực hành á, các sư có sự suy tư, thì nó đều thuộc về cái phạm trù của trí tư. Chỉ khi nào mình thực chứng á, thì nó mới là cái trí tu. Rồi về vấn đề này xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thật sự cái vấn đề này chỉ là một cái thuật ngữ thôi, cũng khá là dễ hiểu. Đức hiện tại trả lời sư cũng hoàn toàn đồng ý là đúng như vậy, tại vì mình hiểu, có nghĩa là ở đây quý sư trả lời vắn tắt, hiểu không? Vắn tắt là như vậy là để cho quý vị cô đọng á, gọi là cô đọng á, chứ bị dễ hiểu. Tại vì câu hỏi thời lượng cũng có hạn, không? Đức hiện tại trả lời vậy sư thấy là rất là cô đọng và rất là dễ hiểu rồi, không? Thì nếu quý vị tìm hiểu sâu hơn thì đọc thêm những tài liệu mình nói về trí tăng văn, trí tư không, ở đây sư thấy Đức hành tại trả lời dễ hiểu và cũng rất là đầy đủ cô đọng, cho nên xin kết thúc câu trả lời. Dạ rồi. Câu 2 là hồi thứ